Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Mới đâu cả rồi các bạn, ui tiếng chân gần vãi trưởng. Tâm 1 à? Tâm 1 hả? Để coi. Wow. Tiếng chân gần vãi trưởng anh em ạ. Nó đâu vậy? What the hell, vừa từng 2 xuống à? Phải không vậy? Tiếng chân gần lắm mọi người ạ. Đây này. Đây này, ok, headshot vỡ đầu luôn nha em. Đã bật tiếng chân gần lắm rồi các bạn. Ui, gắt thế anh em ạ. Còn máu cái đã làm gì mà căng. Thực kia nó chơi gắt quá anh em ạ, tôi sợ đấy. Được. Lấy thêm tùy máu này. Nòng súng 2 vứt đi anh em ơi. Nó là cái nòng súng thừa thôi. Nạp đạn sẵn UMP này. Thực kia đâu? Cái đâu vậy nhỉ? What the hell, mình không thấy nó nữa cơ. Cũng chưa kiếm được MP40 các bạn ạ. Hôm trước cô giáo bắt em viết về thần tượng. Em bị quá viết thần tượng với anh sĩ luôn. Ui. Thank you em nha, em lại gắt quá cơ em ạ. Wow, ở đây đây. Ơ, nhà nào đây? Ui, tiếng chân. Thần chất của nó làm tôi sợ anh em ạ. Để coi. Ở bên này à? Ok. Ở bên này à? Ui đậu xanh. Nát gáo chưa em ơi. Ui nát gáo chưa em ơi. Ok đã xong nhé. Đợi chú nãy giờ. Mập mưa này. Ui bạn ơi. Làm gì mà căng. Ui bạn ơi. Ui. Gắt vậy anh em ơi. Ok đã xong nhá. Cái đậu xanh. Sao con vậy mọi người? Nữa này. Mấy bạn này đá like à? Sao gắt thế nhỉ anh em? Người đến liên tục luôn. Gắt vợ ơi. Gắt như này kẹo sợ anh em ạ. Như kiểu là mấy bạn muốn ăn thịt mình vậy. Căng rồi nha. Các bạn ấy lại đến liên tục cơ, thế mới gắt anh em ạ. Lấy tạm ống ngắm nhiệt dùng nha mọi người. Ok. Bắn súng 2 này. À đâu, bắn súng 3 đã đó. Quên. Đã có cơ hội dùng nhé. Nó nhanh quá, dính cả chữ với nhau rồi. Sorry mọi người nha. Có bên này coi. Ui. À chỗ này nhé mọi người. Ở ngay phía trên kia. Lút đi đồ cái đã, làm gì mà căng. Ok. Kẹo sẽ lút đi đồ cái đã. Đó. Lút thêm đạn tử lên anh em ạ. Ok. Tuyệt vời nha anh em ơi, 135 viên. Chắc là ổn. Một đứa ngay căn nhà chỗ này. Ok. Ăn lựu đạn nhé em ơi. Ui dồi ôi, chết vì lựu luôn. Chia buồn với bạn nha. Chết vì lựu thì đáng lòng quá rồi em ơi. Ok. Wow. Mình muốn lượm thêm đạn súng trường cơ. À đâu. Mình muốn lượm thêm đạn tử liên cơ. Ok ngon. Chỗ này có gì không nào? Không có gì cả các bạn ơi. Đã full 99% alo luôn. Kiếm người cái đã. Đó, có thể là kẹo sẽ lên tạm của xe lam này và chạy thôi. Let's go, săn mạ nào anh em ơi. Wow. Chạy qua đây coi. Vẫn chưa thấy ai cả anh em ạ. Thử leo huyền thoại đi sĩ đây. Vẫn đang leo rank, cố gắng lên huyền thoại này anh em ơi. Nhưng mà nãy giờ cũng chưa thoát khỏi danh vàng đấy nữa cơ. Căng quá mà mọi người. Còn lại 24 thằng nữa trong cái ván đấu này. Gắt à nha các bạn ơi. Nó lại gắt quá rồi. Kiếm thêm kill nào anh em. Các bạn là ngày hôm nay thì nó mới reset lại hạ nên là các bạn ấy chơi cực kỳ là gắt luôn nhá. Bên này à? Bên này à? Kẹo có một quả lựu nhá. Ok. Ui. Thằng nào ở trên này vậy? Ở đâu rồi anh em ạ? Bên này. Rất là gần nhà, có thể là trên nóc nhà này.
Đâu vậy? Nó dưới nhà bạn, tôi tưởng nó trên nóc cơ. Tưởng nó trên nóc nhà cơ nha em ơi. Đây rồi này. Ui, đây rồi này. Ok, đã xong nhá. Bạn là mình sợ quá đấy. Con máu cái đã. Đấy, từ từ con máu này. Ui. Cạnh tôi có xe cả, một đứa vừa chạy lên, một đứa vừa chạy lên nha em ơi. Một đứa vừa chạy lên nha các bạn ơi. Đó, đồ cẩn thận cái đã. Mình sẽ lấy thêm hai túi máu này. Ok ok. What the hell, nó vẫn ở dưới à? Ơ, đậu xanh. Nó đâu rồi nha em ơi, có một đứa vừa chạy xuống dưới cơ mà. Đây à? Không phải, đây là xe của mình. À đâu, đây là xe của mình anh em ạ. Chết dở, nói nhanh quá, nói cả sai chữ đấy cơ. Bên này có không nhỉ? Không có các bạn ơi. Có mỗi quả phóng lựu này. Phóng lựu này hết đạn rồi, nên là kẹo sẽ thôi nhá. Xe máy bên này, có thể là bên này sẽ có người này. Qua đậu xanh. Ra ngoài đi bạn ơi, ra ngoài đi bạn ơi. Mày đang cột máu này, mày đang cột máu này bạn ơi, ra ngoài đi bạn ơi. Ui, ra ngoài đi bạn ơi, ui, ok đã xong nhá. Tí chết anh em ạ. Hên vãi trưởng, kẹo đang còn sống nhá. Gắt thật các bạn ơi. Quá là gắt, ôi ấy chứ. Đây, lâu ngày không gặp lại, anh sĩ vẫn bắn pro như xưa. Pro hơn xưa luôn, ui thế kia bạn nha. Đang kiếm thức đồ cái đã. Các bạn là bọn này chơi gắt quá, thật kẹo, xin nó đai anh em ạ. May là vẫn đang còn sống nhá. Hên này nha. Ok ok. Chạy theo lối nào đây mọi người ơi. Giáp của mình đang là giáp yếu nên là mình sẽ chạy qua chỗ kia. Chỗ ok là có một cái nâng giáp nha. Đây ngoài này có nâng giáp nhá. Chạy qua luôn. Qua phía này anh em ạ. Nào. Chuẩn bị ăn nâng giáp nào để lên được giáp 4 nào anh em ơi. Đây nha các bạn. Ngon. Đó, và kẹo sẽ chạy qua lượng thính coi. Qua lượng thính lại là giáp chống nổ nữa thì thật sự là mình cạn lời luôn. Ui, gỗ da này. Mình có rồi, mình không cần nữa anh em ơi. Kẹo có gỗ da như là từ đầu trận rồi cơ. Nên là bây giờ kẹo đâu có cần đâu. Ngoài này đang rất là vắng và kẹo chưa thấy một ai cả, còn lại 13 người chơi nữa. Gắt à nha. Còn mình thì không có nào giỏ thanh đâu. Sẽ phải nhanh chóng kiếm nào giỏ thanh. Wow, 12 thằng nữa. Căng vậy. Mình nghĩ là mình nên chạy lên phía trên này. Wow, đậu xanh, có người này, có người này anh em ơi, có người này anh em ơi, có người này anh em ơi, ui, có người này. Ok, đã xong nhé. Thế là xong. Cầm sẵn cái dựng bong keo này. Tí nữa bị bắn bất ngờ thì kẹo sẽ dựng bong keo luôn. Ui các bạn ơi, gắt quá cơ, là mình sợ đấy. Có dậm thanh rồi này anh em ơi. Tay súng 2 thừa này. Trang bị dậm thanh luôn ạ. Đó, chạy lên phía trên. Nghĩ là chạy lên phía trên nó sẽ an toàn hơn nhá mọi người nhá. Sao anh không dùng katana? Bởi vì là katana đỡ đạn không tốt bằng chảo đâu anh em ơi. Chảo là đỡ đạn tốt nhất nhé. Lên trên này cái coi. Wow. Chưa thấy một ai các bạn ạ. Trên này cũng có mực thính nhá. Ở mãi trên phía đường kia cơ. Wow. Một hầm sắt này. Người đâu? Ở đâu? Nó là cái 33, tôi tưởng là hầm sắt cơ anh em ơi. Mình nhìn lại hơi bị sai lầm. Đây à? Ui đây à? Đây à? Ui đây à? Ui đây à? Ui đây à? Kẹo quần máu có đã anh em ơi. Gắt làm gì mà các bạn ơi. Ok ok, đã xong nhá. Đó. Căng chơi anh em, quá là căng luôn đấy chứ. Mấy bọn này chơi gắt thật. Tôi sợ đấy anh em ạ, mấy bạn này chơi gắt thật đấy. Không đùa đâu nha anh em ơi. Bộ đích này. Trang bị bộ đích vào luôn. Vứt mấy trang bị thừa này đi. Lượm thêm hộp bí mật này. Ok ok. Tất nhiên là thêm một ít đạn xuống trường nữa.
đạn tổ tiên hình như là bây giờ mình hơi nhiều anh em ạ, vứt bớt đạn tổ tiên đi, liệu thêm một ba đạn súng trường. Ok, tầm này là ổn rồi nha các bạn ơi. Chuẩn bị con nào, 8 thằng nữa. Wow, vẫn còn đông lắm mọi người ạ, còn đông lắm anh em ơi. Ui, trên này có xe nữa hả? Khả năng cao là phía trên có người các bạn ạ. Ui, không phải người, đó là ba lô. Tôi tưởng là có người cơ. Căng 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 nha em ạ. Thêm một hòn thính nữa thì ở ngay ngoài này. Mình đang chạy trong cái vùng NG luôn. Gắt không mọi người. Chạy qua phía này cái đã. Bên dưới kẹo chưa thấy một ai luôn. Ok. Ui thính xanh này. Thế nào, vừa gọi thính xanh ở đây vậy hả? Ok, qua luôn nhá. Ui, căng căng căng. 6 người chưa nữa. Cố gắng kiếm trận top 1 nào các bạn ơi. Thế nào, vừa gọi luôn. Ui, thế nào, vừa gọi luôn thính vậy. Ui, bom rơi. Bom rơi cạnh mình luôn. Ở đây. What the hell, tôi tưởng là có người. Ui, gắt vậy anh em ơi. Ui, may là kẹo dự kịp bong keo nhá, không là xanh mộ rồi anh em ạ. Đang chạy này anh em ơi. Ui, và tạm trong cái đã. Gắt quá nhỉ anh em. Kẹo sẽ chạy qua phía đây coi. Đổi vị trí một xíu anh em ơi, cho thằng kia nó đỡ phát hiện ra vị trí của mình nhé. Nó ngay phía này anh em ơi. Cái đầu nó kìa. Không canh được đầu nó anh em ạ. Không phải. Để nó lại xa quá, không phải là đầu nó anh em ơi. Căng thật. Thôi kệ, mình bỏ qua cho nó. Mình sẽ xem và tấn công mấy thằng ở phía dưới này. Đứa nào chạy lên là xanh mộ luôn kẹo nha anh em ơi. Đứng tạm ở đây nhé. Wow, xuống dưới cái coi. Không mất tí máu nào luôn. 6 thằng nữa. Ui để coi. Chắc chắn sẽ có đứa chạy bo anh em ạ. Anh em tin tôi đi. Wow, trên này có ghế à, ngồi luôn. Đấy, ngồi đây ngắm cảnh nha mọi người. Ngắm cảnh luôn nhé. Đấy, không phải ngại thằng nào cả. Người đâu. Xem cho nó chạy bo anh em ơi. Ngồi xuống để nghe tiếng chân cho nó rõ. Wow, bo thu chân này luôn ạ. Đây này anh em ơi. Phía trước có ngay một đứa nhá. Gắt vợ anh em ơi. Thế thì gắt rồi anh em ơi. Nào chạy xe lên đây mày. Chạy xe lên đây mày. Ui, gắt vậy. Anh sợ quá rồi nha. Ok, đã xong. Mấy đứa này chỉ căng thẳng thôi. Làm kẹo sợ đấy nhé. Ok các bạn ơi. Ôi, có mấy thân ơ xong rồi. Ui, bên này. Bên này có người nha. Một đứa mãi phía sau luôn. Kẹo dùng tạm từ mang ở đây cái đã. Hình như là nó lên trên rồi. Ui, gắt vậy anh em ơi, làm gì mà căng bạn ơi. Từ kẹo quần máu có đã, làm gì mà căng bạn ơi, quần máu có đã. Gắt quá nhỉ. Phía sau này kẹo chưa thấy ai cả, nhưng mà nó sẽ bất lợi cho kẹo. Thế nên là kẹo có thể là vào bó trước anh em ơi, vào bó trước cho an toàn nhé. Đó, vào bó trước này. Quá là an toàn luôn, ok, ổn. Ổn anh em ạ, trên này, chồng bắn nhau, căng chưa? Căng chưa các bạn ơi? Đây, trang bị đồng ba sẵn này, đó. Vào bó trước cho an toàn nhé. Ui,
Trên này mình không leo được lên phía trên này. Ngồi đây thì chúng nó biết bằng niềm tin và hy vọng à? Cắt vậy, chuẩn bị anh em, chuẩn bị. Chưa lên trên được, từ từ mới chạy sau anh em ơi, chưa lên trên được. Cho chúng nó xé nhau cái đá được, còn đông người mà anh em ơi. Còn đông người mà, ba đứa nữa cơ. Từ từ cái đã. Cứ phải cho chúng nó xé nhau cái đã rồi là kẹo lên kêu chúng nó sau anh em ơi. Gắt vậy. Wow, đã thấy vị trí của hai đứa rồi. Ui, đây rồi. Cơ hội của kẹo đến rồi nhé mây, cơ hội của kẹo đến rồi nhé mây. Chúng nó ngay phía trên này, chúng nó ngay phía trên này. Bắn nhau đi các bạn ơi, bắn nhau đi các bạn ơi. Bắn nhau đi các bạn ơi, bắn nhau đi các bạn ơi, ui. Gắt vậy, gắt vậy. Đây rồi nhé mây, thằng cuối. Thằng cuối ngay dưới kia. Án liệu nhé mây, án liệu nhé mây. Ui, vỡ từ măng cho em. Vỡ từ măng cho em ơi, vỡ từ măng cho em ơi. Ok, và cần nhân cấp rồi nhé em ơi. Wow, tuyệt vời. Đã được nhân giống rồi nhé. Yes. Nhảy lên nào nhé em ơi, ăn mừng nào. Wow, tuyệt vời. Bật ghế lên nào. Ăn mừng nào các bạn ơi. Ui. Ok, tuyệt vời, đã lên được vàng 2. Top 1, 12 kill. Tuyệt vời chơi nhé em ơi. Ui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.